Xin chào cả nhà đến với kênh Hoa Ngõ miền Tây Tây Quê nha. Hôm nay mình đi ra thăm vườn sầu riêng với thăm ba cái mít của mình cả nhà. Mít của mình cũng cây tơ mà nó ra trái, mình để thử một trái thử coi ra sao nha cả nhà. Đây cả nhà. Mít mình đây. Đó, mình lựa ra mình bẻ mình bọc ra hết trơn nha cả nhà. Đó. Cũng mới để trái chiến thôi, mình cũng chưa biết cách để thôi. Để chủ yếu là để dành ăn nha cả nhà, nhưng mà cái trái này bị lép rồi cả nhà, bị lép rồi nha. Trời đi mình để ăn mà mình đâu có bán đâu mà lép hay tròn ha. Mình đi dài dài nha, cái sầu riêng của mình đó cả nhà. Mực này đang để cho coi nó ra trái à. Cây nào có ra thì mình bông, mà không ra thì thôi nha cả nhà. Dạ dạ ở đây nó phê cây sầu riêng luôn, lỡ trồng cây mít ở đó rồi cái chen qua cái sầu riêng vô cả nhà. Ngày cặp cái mít quá thôi, để đại luôn, bẻ cái mít qua bên cho nó đông được, rồi qua bên này trái cả nhà. Đây mình bông lên luôn cho cả nhà xem luôn ha. Mình cũng mới để cũng chưa có gành gì mấy nha. Mình bông đại đi. Nhỏ cây nhỏ cây nhỏ, để luôn. Chết, chết cây là bỏ nha cả nhà. Chủ yếu là mình trồng sầu riêng ăn lâu năm thôi. Còn mít giờ đỡ ra cây nào mình để cây đó luôn. Cái này thì để luôn. Cây này hơi nhỏ nha. Nhưng mà mình để luôn. Chết thì chết. Có một tay bông cũng không được cả nhà. Đến đi đến bông cái cho quay cho cả nhà xem tiếp nha. Đến bông cái cả nhà. Rồi, mình cũng bông xong rồi cả nhà. Còn có một bao nữa hết rồi. Ấm một con chục cái bao. Chục cái bao mà mắc hết 2 cái, còn 8 cái. Đi tiếp rồi nha. Dạ để cái này coi có cái nào ra trái nữa không nha. Đây. Cái này ra tự không, chưa ra trái cả nhà. Nó ra là mình để luôn nha. Cây nào chết thì mình bỏ luôn đó. Cái cây này thì nó ra mình bông rồi nè. Này. Nó ra mình bông rồi nha. Chặt vỏ nhanh này luôn. Đây. Đây. Cái trái. Đi dài dài trở lại cả nha. Bên đó cũng có nữa mà mấy cây mới trồng nha. Đây. Mình trồng được cây mít đỏ nè. Đây. Mình có con chiến kê nè. Thì giờ hay mình không à. Thả ra mình đi đâu đó đó. Chạy à. Con vợ nó đẻ rồi. Cây đó cũng chưa ra trái luôn cả nhà. Này, máy mình bơm nước nè cả nhà. Bơm bằng motor nha. Mình gắn phao luôn. Những phao là nước đã tới mực đó là tự bơm nha. Cái này cũng chưa ra luôn cả nhà. Sầu riêng của mình nhà mình nha. Nó hơi gặp á, hổm hơi gặp á, mình mới mé vào chôm chôm ra, hơi gặp nó hơi lép bên bên. Đây cái này nè. Cái này bị cục đọt. Bữa mấy bữa nhỏ nó phá đây cậy đập sao mà nó gãy đọt nha. Đây. Dài lắm này. Chưa ra trái luôn, mình đó có cây mình bọc rồi. Đây cây chết mới dậm lại nha cả nhà. Nhưng mà bữa nay cũng tốt. Bông dài dài bên kia. Mấy cây bự bự mà chưa có trái thôi. Chưa ra trái. Đây cả nhà. Trái này thì nó trái đực rồi. Nhặt bỏ luôn.
gà trái đây nè, không biết nó có đậu không, kệ đi. Còn cái bao mình bông luôn để làm gì, bông luôn nào mà nó ấy được thì mấy gà trái khác mình bông trái khác nữa. Ê, bông đừng cho sâu quá đục. Có con tai cắn còn dây gị luôn chứ giờ có con tai làm sao làm. Mình cuộc lại cái cả nhà, góc sầu riêng cái này bự rồi. Quá trời cao dở hết tới rồi. Mấy cây đó mà bự rồi sao nó chưa ra trái không biết hiểu luôn, chưa ra trái nha nhà. Đều đủ mà ăn ngọt lắm mà gió chắc gốc, chắc gốc nó gãy. Cây này cũng chưa ra luôn, mình cũng không có xịt thuốc gì cho người xịt sâu không, cây nào ra thôi chứ không có xử lý ra bông luôn. Với hoàng cây mình cũng còn nhỏ, không xịt thuốc. Giờ cây nhỏ gì ra mình cũng để luôn, ăn được cũng được thôi, chết cây bỏ luôn. Này nhánh hai trái luôn, tiễn lợi quá. Rồi trái này chắc hư luôn rồi. Đây nó ra để đại luôn, sợ gì nó không để bự cái này luôn rồi. Này mới ra để luôn, chết nhánh nó bỏ, mình là chơi chết là bỏ không. Ngay sau kia mình có cắm chết cũng mới dậm lên luôn, nay có ra lớn thiếu phần à, chưa có gái phân được. Để bữa nào anh rảnh này gái phân nữa một bữa. Tới đây đựng cây hạnh, cây ớt của mình nhà mình đây. Trước mình cũng có quay cây ớt này, trái dữ lắm trái luôn, bỏ kiếp không ăn không xịt thuốc, kiếp nó hư chân cả nhà. Ớt này ớt kiển nha. Mình cũng xin quay video tới đây cũng kết thúc luôn cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh, cái chia sẻ ngay cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.